Do đã nhận đủ 3 thẻ vàng nên cầu thủ Lê Công Vinh đã bị treo giò và không được ra sân vào cuối tuần này. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, anh cùng Thủy Tiên đã về quê để xây một chiếc cầu cho trẻ em nghèo thuận tiện đến trường. Mới đây, Thủy Tiên vừa đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh hai vợ chồng tay trong tay về quê làm từ thiện. Nụ cười sung sướng của các em nhỏ khi nhìn thấy cây cầu mới rút ngắn quãng đường đến trường đã khiến nữ ca sĩ và ông xã vô cùng xúc động. Giọng ca Kiss Me chia sẻ, chỉ mong có thêm sức khỏe để làm việc và giúp đỡ nhiều hơn nữa. Toàn bộ kinh phí xây dựng vào khoảng 100 triệu đồng. Khoản tiền trên là phần thưởng của Công Vinh khi cùng tuyển Việt Nam vô địch giải giao hữu Tứ Hùng tại Myanmar và một phần được Thủy Tiên góp thêm. Đây là cây cầu thứ hai được cặp vợ chồng này xây dựng ở Kiên Giang. Hai vợ chồng cảm thấy hạnh phúc khi mang lại niềm vui cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh cây cầu, vợ chồng Công Vinh cũng chi tiền lát thêm một số đoạn đường để người dân quanh vùng không phải lội bùn sình vào mùa mưa. Ngoài ra, cặp đôi còn quyết định mua 40 lu lớn để tặng người dân tiện tích nước ngọt phục vụ sinh hoạt. Từ ngày yêu và cưới Thủy Tiên, Công Vinh bắt đầu biết ăn chay và chăm làm từ thiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.